Xin chào các bạn đang theo dõi video này, chia sẻ dành cho các bạn có nuôi con thêm bằng sữa công thức, ăn như thế nào cho đủ và lượng sữa cho em bé theo từng tháng tuổi như thế nào. Các bạn biết rồi, sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tất nhiên nó tốt nhất, nhưng vì lý do nào đó mà mẹ không đủ lượng sữa cho con, như là mẹ bị ốm, mẹ phải điều trị, mẹ sử dụng các loại thuốc khác mà nó gây ra giảm lượng sữa, không đủ sữa cho con, thì chúng ta sẽ phải tìm đến một cái giải pháp tiếp theo, đó là sữa công thức. Đây là cái sản phẩm thay thế thích hợp cho em bé dưới 1 tuổi khi mà không có đủ về lượng sữa mẹ. Cụ thể, với mỗi một em bé có thể có cân nặng bằng nhau, có thể có độ tuổi bằng nhau, nhưng mà cái lượng sữa nó lại là khác nhau. Tức là nó theo đặc điểm riêng của từng em bé. Chúng ta sẽ không máy móc em bé nào cũng giống em bé nào được. Mình chỉ có thể đưa ra cho các bạn cái mức tính trung bình nhất để các bạn dựa vào đây, chúng ta tính cái lượng sữa trung bình cho con mình có thể tăng lên hay giảm lên tùy thời điểm và tùy vào đặc điểm riêng của từng em bé nữa. Cụ thể là các bạn cần chú ý nhất cái khoảng thời gian đầu, những ngày đầu sơ sinh, chúng ta sử dụng sữa cho con sao cho phù hợp để không làm thay đổi, làm hỏng cái quá trình giãn nở tự nhiên ở dạ dày của em bé. Trong những ngày đầu tiên này là chúng ta rất hay có xu hướng cho em bé ăn một cái lượng sữa quá lớn, nhiều hơn nhu cầu của con, khiến cho nó bị dạ dày bị giãn nở một cách quá mức ở những ngày đầu. Trong cái ngày đầu tiên, nhu cầu sữa của em bé chỉ là từ 5 đến 10 ml cho một lần ăn. Các bạn nhớ nhé, 5 đến 10 ml cho một lần ăn. Giải thích vì sao khi cái lượng sữa non trong những ngày đầu nó tiết ra rất ít và rất ít, nhưng nó vẫn đủ nhu cầu năng lượng cho con. Đấy, khi mà em bé bú mẹ trực tiếp thì no là em bé biết tự nhả ra rồi. Nhưng cho bú bình thì chúng ta phải chú ý cái lượng sữa của con để tránh con ăn no quá, ép con ăn no quá. Trong ngày đầu tiên, chúng ta chỉ sử dụng từ 5 đến 10 ml cho một lần ăn của con, 2 giờ một lần. Đến ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì lượng sữa tăng dần lên nhưng tăng rất chậm. Đến ngày thứ 2, thứ 3, bạn có thể tăng lên 20 ml cho một lần ăn của con. Đến ngày thứ 4, thứ 5 thì tăng lên 30 ml. Đến ngày thứ 6, thứ 7 thì tăng lên từ 40 đến 50 ml cho một lần ăn. Như vậy, tức là đến cuối cái tuần đầu tiên của con, em bé của chúng ta chỉ nên ăn khoảng 50 ml sữa một lần. Sang cái tuần tuổi tiếp theo, cái tuần thứ 2, thì các bạn tăng tiếp lên 20 ml nữa cho một lần. Và chúng ta duy trì hết cái tuần thứ 2 này. Đến tuần thứ 3, cuối tuần thứ 2, đầu tuần thứ 3, thì các bạn tăng lên khoảng 90 ml sữa và các bạn duy trì trong 2 tháng đầu tiên. Đến tháng thứ 3 thì các bạn có thể tăng lên cái lượng sữa khoảng 120 ml sữa cho con. Các bạn nên nhớ là chúng ta tăng từng bước, tăng dần dần từ từ qua các tháng, và chúng ta không vội vàng ép cho em bé một cái lượng sữa quá nhiều trong một cữ. Nó hay gây ra cái tình trạng chớ sữa. Dạ dày của em bé thì nhỏ, nằm ngang. Nó như một cái chai rỗng. Đấy, khi mà nó co bóp để nó tiêu hóa. Mà cái chai rỗng khi mà co bóp thì tất nhiên nó sẽ dễ chớ ra ngoài. Nếu bạn cho con ăn no quá thì em bé càng dễ bị chớ hơn. Nên chúng ta không ham cho con ăn nhiều. Về tổng lượng sữa thì các bạn tính như thế này. Tức là trong một tuần đầu, hai tuần đầu thì các bạn chú ý như vậy. Sau đó đến tuần thứ 3 cho đến 3 tháng đầu thì cái nhu cầu sữa của con chúng ta tính theo cái công thức, đó là 150 ml sữa trên 1 kg cân nặng trên một ngày. Đó là cái nhu cầu năng lượng tương đối cao ở em bé 3 tháng đầu. Đến với 3 tháng đầu này thì chúng ta duy trì bắt đầu từ 2 giờ ăn một lần, sau đó tăng dần lên 2,5 giờ ăn một lần. Sau này đến cuối cái tháng thứ 3 là chúng ta tăng lên 3 giờ ăn một lần. Đấy, duy trì khoảng 8 cữ sữa trong một ngày. 8 đến 12 cữ sữa, giảm dần từ 12 xuống 8. Tổng số cữ sữa là như vậy. Và nó rơi vào cái khoảng từ 90 đến 120 ml sữa cho một lần. Từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6 thì cái nhu cầu về sữa của em bé nó sẽ giảm đi. Nó sẽ là 120 ml trên 1 kg cân nặng trên một ngày. Đấy, và cái cữ sữa thì các bạn nên nó là kéo dài khoảng cách giữa các cữ sữa ra là 3 giờ một lần. Và trong một ngày bạn có thể cho em bé ăn từ 6 đến 7 cữ sữa.
chúng ta sẽ giảm dần những cái cữ sữa ban đêm của con để con có thể ngủ được giấc dài và không phải dậy ăn vào ban đêm nữa. Giấc ngủ ban đêm được tính là từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng. Bạn có thể cho em bé ăn cái cữ cuối cùng vào 9 giờ. Nếu ban ngày em bé đã nhận đủ lượng sữa thì em bé có thể ngủ một mạch đến 6 giờ. Còn nếu vẫn có cái tình trạng mà con của các bạn mà đói đói hay đòi ăn lúc khoảng 2-3 giờ sáng thì tốt nhất là các bạn sẽ thêm một cữ sữa nữa cho con vào cái khung giờ là 12 giờ đêm, trước 12 giờ đêm, để đảm bảo làm sao từ 0 giờ cho đến 6 giờ em bé đang ngủ ngon hoàn toàn trong cái khoảng thời gian này mà không phải dậy để ăn, thì nó rất tốt cho cái sự phát triển của em bé. Các bạn nhớ nhé, những lúc chúng ta dặn cữ sữa cho con nhưng mà cố cố thì em bé được khoảng 4 đến 5 tiếng nhưng nó lại dậy và cái rơi vào cái khung giờ khoảng 2-3 giờ sáng thì nó không phù hợp. Thế nên chúng ta chủ động, ví dụ cữ cuối cùng là 8-9 giờ tối thì chưa cay là thì chúng ta sẽ cho em bé ăn tiếp một cái cữ vào tầm 11 rưỡi 12 giờ đêm. Sau đó em bé sẽ ngủ từ cái 0 giờ đấy cho đến 6 giờ sáng hôm sau, đến 6 giờ sáng. Đấy, thì nó ok cho nhất cho cái sự phát triển của con. Tiếp theo thì em bé từ 6 đến 12 tháng tuổi thì lúc này chúng ta kết hợp thêm việc ăn dặm. Đấy, kết hợp thêm việc ăn dặm lần lượt là thêm một cữ, hai cữ bữa chính rồi thêm các cái bữa phụ. Và số cái cữ sữa chúng ta sẽ giảm dần đi. Cái lượng sữa thì nó vẫn duy trì là 100 ml sữa trên 1 kg cân nặng trên một ngày. Nhưng mà chúng ta sẽ đi theo cái chiều hướng đó là giảm cái số cữ của con đi và để trong một cái lần ăn con ăn được nhiều hơn. Chúng ta cũng giảm dần và tiến tới là sau 12 tháng tuổi thì con chúng ta chỉ cần 4 đến 500 ml sữa một ngày và năng lượng chủ yếu sẽ lấy từ cái việc ăn. Đấy, đó là những cái mốc về thay đổi cái lượng sữa cho con. Các bạn có thể nhớ như vậy. Cụ thể là nhắc lại, trong 3 tháng đầu là 150 ml sữa trên 1 kg cân nặng trên một ngày. Từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6 là 120 ml trên 1 kg cân nặng trên một ngày. Và từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 12 là 100 ml trên 1 kg cân nặng trên một ngày. Các bạn nhớ là nhiều em bé rất háo ăn, ăn rất nhiều. Thế là bố mẹ thấy con ăn được. Thì cứ tức là cố gắng chúng ta cứ cho thêm em bé ăn vì sợ em bé đói, nhưng cái này nó không tốt, nó gây ra cái tình trạng rối loạn tiêu hóa, hoặc là em bé ăn rất nhiều nhưng không tăng cân được bởi vì năng lượng trong cơ thể lại dùng để tiêu hóa cái lượng sữa, cái lượng đồ ăn mà em bé đưa vào đấy, và cái việc đấy là dạ dày nó phải làm việc cần lực, hoạt động ăn nó không có hiệu quả, không tăng được cân mà lại không tốt cho đường tiêu hóa của con nữa. Trong cái việc ăn uống hàng ngày của con thì chúng ta cố gắng theo giờ, theo cữ và cái mức sữa nó phù hợp theo cái độ tuổi của con, mà chúng ta không ép con ăn nhiều quá thì nó sẽ tốt cho cái sự phát triển dạ dày và cái đường tiêu hóa của con. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúng ta hẹn gặp nhau trong những video tiếp theo.